Alo, chào các em. Alo, chào các em. Cô đang chỉnh lại cái màn hình, không biết là bây giờ là đã được chưa đây. Chút nha. Sao giọt về lại không được ta? Sao về lại màn hình không được? Rồi hơi phải thoát ra lại làm lại coi. 31. Rồi xin lỗi các em chút xíu. Không biết màn hình các em đã coi được ok chưa? Nãy giờ cô đang chỉnh lại chút xíu. Rồi bây giờ mới 30 bạn vô à. Để coi 9 giờ rưỡi chưa? À, bây giờ là 9 giờ 29 phút ha. 32 bạn vô. Cái này cô sẽ điểm danh từng bạn luôn ha. Rồi các em sẽ nhắn cho cô là cái tên với lại cái lớp để cô điểm danh. Ok, vậy là được rồi. Nãy giờ cô loay hoay làm. Sợ các em xài máy tính hay là cái laptop thì nó không có ngang. Hôm nay mình ráng làm bài nhiều tí xíu. Với lại là các em khi học á, các cô sẽ tương tác với các em luôn ha. Nhiều khi cô không có tính số môn đồ này nọ đó, thì các em sẽ phải tính số môn rồi cô hỏi bất chợt bạn nào luôn ha. Rồi mới 32 bạn thôi. Ừ, hơi buồn á. 33 bạn nè. À, bây giờ mà các em cứ chuẩn bị lại. Bây giờ các em coi lại ha. Thứ nhất là tài liệu nè, các em in ra chưa, để trước mặt ha, máy tính. Rồi giấy nháp. Bút xanh, bút đỏ. Tại vì sau khi các em làm xong, các em phải chụp lại bài gửi qua mail cho cô đó, để cô kiểm tra lại là chứ 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 các chúng ta học cái này là nhiều khi các em học online mà nó với thời gian nhiều như thế này mà các mình tập trung học á, thì nhiều khi nó còn có hiệu quả hơn là học mà offline luôn á, chứ chứ không phải giỡn đâu. Rồi các em có thấy chữ rõ không, sáng không, các ai comment cho cô biết cái. Tâm mới vô nè, thấy chữ rõ không em? Nguyễn Minh Cường, Phương Quỳnh,
Rồi nói chung là hôm nay là bữa đầu tiên thì có sẽ có nhiều cái khó khăn ha. Nếu như mà có cái gì á thì cứ sau buổi này các em cứ comment ở phía dưới rồi cô sẽ chỉnh lại. Thì giọng của cô nó sẽ, tại vì nó không có trên bảng cho nên nó nhiều khi nó sẽ đều đều. Nên nhiều khi cô sẽ cố gắng nói tông lớn, tông nhỏ để cho các em đỡ chán ha. Bây giờ có bạn nào đã làm bài trước ở nhà chưa vậy? Tại vì cái phần lý thuyết một một la mã với hai la mã này nó khá là đơn giản đó, nhưng mà cũng phải thuộc lý thuyết. À các em để trước cái phần, nếu bạn nào mà học lý thuyết á, các em tìm trước cho cô cái lý thuyết một hai một a 2a với lại 3a để trước giùm cô đi. Trần Ngọc Hải My không comment được. Rồi bây giờ thì cô không có xử lý được cho nên là chắc là cô chưa 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 có kết bạn hay làm sao đó, thì tí nữa sau cái giờ này là mình thử lại nha. Sáng. Rồi. Bây giờ là trễ 5 phút. À, bây giờ cô sẽ bắt đầu luôn nha. 11 giờ là mình sẽ kết thúc. Thế là các em hỗ trợ cô là và làm bài tích cực luôn. Lý thuyết á, là các em để trước mặt và cô vẫn chờ cho các em các thời gian như là tính số môn, viết phương trình ha, tìm kiếm. Nói chung là cô đi rất là chậm. Hôm nay là bài đầu tiên á, mình hơi quên kiến thức tí xíu, cô đi chậm ha. Sau buổi này mà bạn nào nói chậm quá hoặc nhanh quá thì các em cứ nói cho cô để cô biết cái tốc độ. Rồi bây giờ mình sẽ không comment nữa nha, để cho cái màn hình nó không không có người comment nữa, để cho cái màn hình nó sáng để cho nó đỡ chạy á, đỡ chạy các em bị phân tâm. Rồi chúng ta sẽ không có comment nữa. À, bây giờ chúng ta bắt đầu học ha. Bây giờ phần đầu tiên á, là cô sẽ ôn cho các em là nhóm 1A. Rồi bây giờ cái này là dễ rồi. Kim loại kiềm gồm có là mình thuộc nè, lâu nay không rảnh xem phim, thì các em là lưu ý là cái phim là Francis ha, là FR. Như vậy là cái F này là flo. Như vậy câu số 1 là câu sai. Được chưa? Rồi cái này cô chỉnh sửa lại cho các em là Francie. Francie, FR là sai. Câu số 2 là tất cả các kim loại phản ứng mạnh với nước thì đều là kim loại kiềm. Đều là kim loại kiềm thì câu này là sai rồi đúng không các em? Tại vì có thể là kiềm hoặc là kiềm thổ. Kiềm thổ là có cá, ba, sa là shanti. À, như vậy là câu số 2 này là sai rồi. Rồi bây giờ mình qua câu số 3 là tất cả nha, mấy cái câu tất cả này nè, là em cẩn thận tí xíu. Tất cả là kim loại nhóm 1A là đều có lập phương tâm khối, thì câu này rất là chính xác nha các em. Đúng, từ li ti đến xe si thì khả năng phản ứng với nước là tăng dần, đúng luôn. Câu này cô Hậu hay nói là gì ta? Tất cả đều tăng, à, tất cả đều tăng. Duy chỉ có là năng lượng ion hóa là giảm thôi nhé. Rồi số 5 nè, các kim loại nhóm 1A có tính khử rất mạnh. Được chưa? Có tính khử rất mạnh. Câu này đúng hay sai đây? Đúng hay sai đây? Minh Toàn mới coi, đang coi nè. Nhóm 1A có tính khử rất mạnh, câu này đúng luôn, mạnh nhất luôn. Rồi từ li ti đến xe si các đại lượng tăng dần là tính khử, khả năng với tác dụng với nước, độ âm điện. Rồi có cái chữ này hên quá vừa mới nhắc luôn. Năng lượng ion hóa là giảm nha các em. Suy ra câu số 6 này là sai rồi nha. Số oxy hóa trong tất cả các hợp chất là cộng 1 nha, không thay đổi. Số lớp electron ở trong nguyên tử là khác nhau. Ha, và tăng dần. Tăng dần là đúng rồi. Số E lớp ngoài cùng là luôn luôn là 1. Là sai nè.
ý này cũng sai. Số e lớp ngoài cùng luôn luôn là 1 nha các em. Câu số 7 là khi cho nhóm 1A vào nước thì ôi cái này là cái này dính toán nhiều lắm nha các em. Số mol OH trừ bằng 2 lần số mol hydro. Là hồi trước Tết là cô có dạy cái dạng toán này rất là nhiều. Ha. Câu này là luôn luôn chính xác nè. Rồi nhóm 1A hay là nhóm 2A gì cũng vậy hết nha. Thì OH trừ luôn luôn bằng 2 lần hydro. Rồi câu số 8. Ồ câu này là không biết các bạn làm sao đây. Không biết ở nhà làm đúng hay sai đây Vĩ ơi. Này cô dừng lại tí xíu nè. Vĩ cho cô biết, Vĩ cho cô biết thử coi là câu số 8 này là câu đúng hay câu sai vậy em. Alo Vĩ đâu rồi? Vĩ comment cho cô biết thử coi. Rồi câu số 8. Sao im lặng quá? Sao rồi các em? Rồi bây giờ cô nói luôn nha. Câu số 8 nè. Khi cho CO2 vào trong đảo H từ từ đến dư. Từ từ đến dư thì xả thứ tự sản phẩm sinh ra. Cái câu này là câu khó đó các em, chứ không phải dễ đâu ha. Thì câu này cô giảng sơ qua một tí. Thì mình có là gì? Khi cho CO2 vào trong dung dịch NaOH. Thì cái này em phải hiểu chút xíu nè. Này em phải hiểu nha. Tức là bây giờ cái dung dịch NaOH ở dưới này nè, nó rất là nhiều. Đúng không? Em cho CO2 vào thì là coi như là nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra là muối này luôn. Đó. Muối này luôn nè. Muối này là môi trường kiềm nè. Tại vì bản thân nó đang là kiềm đúng không? Tức là bây giờ em cho một, em tưởng tượng là một phân tử CO2 cho vào NaOH là hai phân cái dung dịch NaOH ở dưới nó rất là nhiều rồi. Cho nên là nó tác dụng liền với hai phân tử NaOH để nó ra muối Na2CO3. Như vậy là đầu tiên phải tạo ra Na2CO3 cái đã. Nha. Rồi sau đó em tiếp nè, cho CO2 vào nó sẽ tác dụng với lại Na2CO3 với nước. Ra là NaHCO3 cân bằng 2. Được chưa? Như vậy là gì? Đầu tiên là phải tạo ra muối Na2CO3, rồi sau đó mới tạo ra NaHCO3. Như vậy là câu số 8 là câu sai hoàn toàn. Được chưa? Sai hoàn toàn. Như vậy là phải tạo ra muối Na2CO3. Còn bạn nào á mà lanh á, bạn nào mà lanh á là bạn nói là cô cho CO2 vào trong 3 giờ thì thế nào thì CO2 cho đến dư đúng không? CO2 dư đúng không? Thì cái chốt cuối cùng nó phải tạo ra là NaHCO3. Vậy trước đó thì nó phải tạo ra Na2CO3. Nha. Rồi. Rồi, các em theo kịp không? Nếu mà em nào mà nhanh quá thì nói với cô. Thì đề nghị cái này là em phải đọc trước ở nhà chút xíu thì mình sẽ có hiệu quả hơn ha. Rồi bây giờ đến câu số 9. Rồi khi dẫn CO2 vào trong dung dịch thể chữ NaOH nè, dư. NaOH và dư thì nhớ nha, nhớ là ra cái muối Na2CO3. Luôn có bình tăng bằng m dung dịch tăng bằng m CO2. Thì cái câu này á là cái câu chính xác. Thế tại sao chính xác ha? Thì các em lưu ý á, thường thường cái m dung dịch đen, cái m dung dịch tăng là cô hay dạy là delta n m dung dịch bằng m CO2 trừ cho m kết tủa đúng không? Nhưng mà em thấy rằng là CO2 mà cho vào NaOH thì đâu bao giờ có kết tủa đâu. Cho nên cái kết tủa này là nó bằng 0 nè. Đó cho nên là cái khối lượng dung dịch tăng á là chính là cái khối lượng CO2 luôn, và cũng là cái bình nó hấp thụ bao nhiêu CO2 thì nó tăng lên vậy luôn nhá. Rồi số 10. Số 10, Ceci. Ceci. Được chưa? Mấy bạn hơi vào trễ tí xíu nè. Ceci làm tế bào quang điểm do rất mềm,
Do rất mềm, không biết câu này ở nhà em chọn là cái gì? Cái này do rất mềm đó các em suy nghĩ thử. Rất mềm thì cô nghĩ là cái câu này là câu hoàn toàn sai ha, tại vì để làm tế bào quang điện á là nó sẽ nói về cái tính khử của nó rất là mạnh và kim loại nó rất là nhạy chứ không phải là do mềm. Nếu mà bây giờ muốn mềm đúng không, do rất mềm đúng không, là lấy thủy ngân đi, thủy ngân là mềm nhất luôn rồi đó nha. Cho nên ở đây là do tính khử mạnh, do tính khử mạnh chứ không phải là do rất mềm, được chưa? À, cô đổi mực cho nó đỡ buồn ngủ tí xíu. Câu số 11 là hợp kim natri kali dùng trong kỹ thuật hàng không. Thì cái câu này á mình thấy cái chữ hàng không á là phải nhẹ, làm máy bay, cho nên mà cái này nó không liên quan nhẹ gì hết ha, không có liên quan nhẹ gì hết đó, cho nên là câu này chắc chắn phải là câu sai luôn, được chưa? Đây đây câu 12 nè, hợp kim li ti và nhôm là siêu nhẹ đó, siêu nhẹ thì được làm cho hàng không, vậy câu số 12 đúng, được chưa? Rồi biết là làm bài ở nhà không á, nên làm bài trước ở nhà nha. Câu số 13 nè, kim loại kiềm thổ gồm là bình minh chim sẻ bay ra thuộc nhóm 2A. Rồi câu số 13 là câu chính xác luôn. Rồi câu số 14, câu số 14 mạng tinh thể đúng không? Rồi ôi, cái này là mạng tinh thể mà bên kim loại kiềm á, là lập phương tâm khối là dễ nha. Còn bây giờ mà cái này là bên kiềm thổ, không biết bạn nào mà học với cô thì cô có một cái câu để cho các em học là gì, lục lục, các em ghi luôn á nha, lục lục diện diện khối, được chưa? Đó, học với cô là phải thuộc cái này, có nghĩa là gì, beri là lục phương, magie là lục phương đúng không, canxi là lập phương tâm diện, strontium là lập phương tâm diện, bari là lập phương tâm khối. Đó là mình học như vậy á. Giờ mình kiểm tra lại nè, thấy trong đề nó ghi là beri magie là mạng lập phương tâm khối rồi, ao luôn đúng không? Rồi, xin lỗi các em. Rồi bây giờ câu 14 đúng hay sai? Chắc chắn là sai rồi ha. Ở giờ 15, 15 do mạng tinh thể khác nhau mà một số đại lượng vật lý của kim loại kiềm biến đổi không theo một hướng nhất định. Cái câu này là rất là quan trọng nha các em. Cái câu này cô Hậu có dạy là sao đây, các kiểu mạng lập phương. Có mấy bạn comment nhắn tin trên Messenger là cô đọc không có được nha các bạn. Các bạn muốn gì các bạn comment ở phía dưới cô mới đọc được nha. Các bạn, cô đâu có sử dụng Messenger được, cô đang live mà. Rồi bây giờ câu số 10 5. Nói lại, các kiểu mạng nó khác nhau như thế này cho nên là nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi đó các em. Thì cô hay dạy là sao, ở nhóm 1, nhóm 2A đó là nó biến đổi không có theo trình tự đúng không, tại cái kiểu mạng nó khác nhau nè. Còn cái nhóm 1A là nó luôn luôn là lập phương tâm khối, cho nên là ví dụ như nhiệt độ nóng chảy nè, nhiệt độ sôi là nó tăng dần hoặc giảm dần đó, thì còn nhóm 2A là lung tung lên hết, lung tung, cho nên là biến đổi không theo một hướng xác định. Vậy câu này là đúng, được chưa? Rồi giờ đến câu 16, 17. Trong các kim loại bình minh chim sẻ bay thì có bốn kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường, nhưng chỉ có ba kim loại phản ứng mạnh. Câu này không biết ở nhà các em làm sao đây. Kim Ngân Ngọc Hương nè, mới vô nè. Rồi bây giờ này nha, cá ba sa, ok, mạnh đúng không, ba kim loại phản ứng mạnh đó. Thì cái magie này nè, là này là một trong đây, là magie là phản ứng chậm ha, chậm và coi như là không phản ứng luôn, cho nên là câu này là câu chính xác.
Nhưng mà các em lưu ý là tì vết ở trong đầu của các em là khi mà cho mayonnaise tác dụng với nước là các em không có không không có cho phản ứng nha. Rồi. Nhớ. Rồi đến câu 17. Câu 17 không biết làm sao đây. Câu 17 thì câu này là câu đúng. Ta chỉ cần cho tác dụng với nước là đủ. Thì có nhiều bạn á cho rằng là câu này sai, tại vì sao? Mấy bạn cứ nghĩ là natri tác dụng với nước, ra bazơ và khí hydro, canxi cũng vậy luôn. Nhưng các em lưu ý á, natri khi mà tác dụng với nước á thì nó tạo ra cái dung dịch rất là trong suốt, là dung dịch này cộng với lại là hi hydro nha. Còn á, cái anh canxi nè thì nó sẽ ra là CaOH 2 lần, thì cái dung dịch này nó đục. Đó, cho nên các em lưu ý là natri với lại là canxi là chỉ mình xài nước thôi là mình đã nhận biết được nó rồi nhé. Rồi như vậy là xong 17 câu đầu tiên. Bây giờ các em lật qua trang đi. Alo, các em có coi được không? Có mấy bạn Anh Thư Ngọc Hương vô trễ nè. Ráng cố gắng bữa sau đúng giờ ha. Nói chung là hôm nay là bữa đầu cho nên là mình cứ phải rút kinh nghiệm. Rồi bữa sau mình học cho nó đúng. Rồi bây giờ mình sẵn sàng qua cái sẵn sàng qua cái mặt số 2 ha. Mặt số 2 cũng còn ít thôi, nhưng mà cô nghĩ là có nhiều cái vấn đề cho chúng ta học lắm đó. Không, cái trắc nghiệm nhiều khi á, các em phải nắm chắc cái kiến thức thì trắc nghiệm người ta lắc như thế nào mình vẫn học được ha. Còn cái này là tự luận nè, phải kiến thức phải sâu nè đó. Tất cả các tài liệu cô đưa học online là các bạn đều phải học trước, ở nhà mình nhiều thời gian mà. Rồi bây giờ cô tiếp câu 18. Nếu cho N gam magie, được chưa, tác dụng với lại HNO3 mà thấy khối lượng dung dịch tăng đúng bằng cái khối lượng của kim loại magie, tức là nó không có mất đi đâu hết các em. Không, vậy chứng tỏ là sản phẩm khử chỉ có cái này thôi, thì cái câu này rất rất là chính xác. Và cái câu này là một trong những cái gợi ý để mà làm một số các cái bài toán. Thì cô giải thích thêm là gì? Giả sử như mà magie mà cộng HNO3 mà sinh ra khí nitơ đi ha. Thì cái khối lượng dung dịch tăng của các em á, ví dụ cô ghi là delta N dung dịch sẽ bằng M magie trừ cho M khí. Đúng không? Mà trong đề nó nói là gì? Không, chỉ không có khí gì hết, chỉ có duy nhất có muối NH4NO3 là dung dịch. Cái này là cái dung dịch nha các em, nó đâu có khí đâu. Ở đây là bằng mà khí là bằng không, vậy khối lượng dung dịch tăng chính là bằng khối lượng magie ha. Tức là sản phẩm khử là chỉ có cái này thôi, không có khí, rất là đúng nha. Rồi cái này cô mở ngoặc thêm cho các em là gì? Magie, được chưa, các em ghi thêm cho cô là may áo giáp ba cái con này. Rồi để cô coi lại cái đường truyền chút xíu nữa coi. Rồi cái đường truyền không biết có ok không? Cô hy vọng là ok. Hôm nay sáng thứ hai cô chọn cái giờ này là đường truyền rất là mạnh luôn rồi đó. Ai cũng mạnh hết, người ta đi làm hết rồi mình học ha. Rồi cô dặn lại là cái kim loại là may áo giáp này nè, đó là cộng với lại HNO3 đó, là xác suất ra muối NH4NO3, và người ta lừa mình rất là nhiều. Cho nên các em nhắn ha, cái này em ghi vào cái bi kíp mình sau vở đó ha, mình cứ chú thích ở đây đi, rồi sau cái buổi học là những cái chỗ nào mình chú thích là mình ghi lại ha. Rồi bây giờ câu 19. Rồi bây giờ tiếp nè, câu số 19. Nước cứng là nước chứa nhiều, thì cô lưu ý là có chữ nhiều
Em vòng tròn cái chữ nhiều lại cho cô ha, là nước, tức là nước mềm là nước gì? Nước mềm là nước chứa ít hoặc là không chứa ion này. Cho nên cái định nghĩa này, cái từ quan trọng nhất đó là cái từ nhiều nha các em. Từ nhiều, phải nhiều thì mới là nước cứng. Đó, cho nên cái này là rất là chính xác luôn. Rồi bây giờ 20, để làm mềm nước cứng tạm thời. Được chưa? Tạm thời thì bây giờ cô nhắc nè, tạm thời là cái gì? Tạm thời là có ion HCO3 trừ. Và rồi bây giờ mình sẽ có bốn cách, mà trong đây nó đưa tới mấy cách lận? Đun sôi, đúng nè, lại tê độ nè. Rồi dùng dung dịch kiềm, tức là CaOH 2 lần. Rồi hoặc dùng hai cái muối. Rồi vậy câu này là câu đúng. Câu này dùng để chị để học bài thôi ha. Rồi bây giờ câu số 20 để làm. Rồi bây giờ câu 21, trong các dung dịch sau đây thì 1, 2, 3, 4, 5 có hai dung dịch để làm mềm nước cứng vĩnh cửu. Thì nước cứng vĩnh cửu, à hay quá, người ta cho nước cứng vĩnh cửu là nước gì luôn ha. Thì nhớ nước cứng vĩnh cửu là có clo trừ với SO42 trừ. Còn cái chuyện nước cứng mà có canxi với lại magie là bình thường rồi nha. Rồi nhớ là nước cứng vĩnh cửu là chứa clo trừ và SO42 trừ ha. Rồi hai cách làm mềm. Rồi đây, Na2CO3 và Na3PO4 là hai cách làm mềm. Vậy câu 21 này là câu đúng luôn. Rồi bây giờ đến câu 22. Dẫn CO2 vào dung dịch CaOH2 lần từ từ đến dư. Thì cái câu này hên quá ha. Đây, cái câu này quá quen thuộc, trong tài liệu cô có ghi luôn hiện tượng dẫn ra. Thì đầu tiên là kết tủa trắng tăng dần đến cực đại là CaCO3. Sau đó tan dần. Thì các em lưu ý nè, cái phương trình mà tan dần á, nhiều bạn quên lắm nha em. Nhiều bạn quên lắm, cho nên là bây giờ các em ghi vào vở giùm cô là CaCO3 nè, cộng CO2 cộng với lại nước thì ra CaHCO3 hai lần. Được chưa? Đây là dung dịch. Thì thật ra đó, cái em ghi chú thêm nè, cái CaCO3 này có thể thay bằng gì? MgCO3. Và đặc biệt khác hơn nữa, đó là muối Na2CO3. Ha. Cái này là cái dung dịch nha, còn cái này là kết tủa nè, đây là kết tủa tan nè thì tạo thành muối. Là ví dụ như cái này thì nó sẽ tan ra thành magie hydrocarbonate. Còn này tan ra, không phải tan mà cái này là dung dịch nha các em. Nếu mà em cho CO2 và nước vào, tức là CO2 dư á, thì buộc phải tạo ra muối axit. Đó, cái phương trình này nhiều bạn quên lắm nha. Câu 22 đúng. 23, đun sôi bình nước có chứa hai chất. Giờ em nhìn đây, bây giờ có canxi nè, thấy không? Đó là nước cứng, được chưa? Rồi có clo trừ nè, là vĩnh cửu nè, có HCO3 trừ là tạm thời. Vậy là gộp hai cái này lại đang là nước cứng toàn phần. Đây là nước cứng toàn phần. Bây giờ người ta bảo là đun sôi ha, đun sôi thì mất cái nước cứng tạm thời này. Vậy thì ta thu được nước cứng vĩnh cửu là cái này. Về câu 23 là câu quá đúng. Thì nước cứng vĩnh cửu là CaCl2 nhá. Rồi các ai có ý kiến gì nữa không? Rồi Quân vô mới vô nè, Quân điểm danh trễ nha. Rồi vô học đi con. Rồi câu 24. Trong tự nhiên các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. Nó chỉ tồn tại ở dạng đơn chất. Giờ sao? Câu này thấy hơi bị có vấn đề đúng không?
kim loại kiềm này, giờ cụ thể là natri đi, trời ơi toàn tại là hợp chất thôi. Và trong tài liệu của cô đó, cô chụp lên group đó thì các em thấy rằng là gì, kim loại kiềm là một kim loại rất mạnh, cho nên có tính khử mạnh à, cho nên là chỉ tồn tại hầu như ở dạng hợp chất nha các em. Vậy ở đây là sai, được chưa? Rồi buồn quá, toàn học lý thuyết không à, tí nữa rồi sắp vô phần bài tập rồi đó. Đây câu 25, dùng dung dịch Na2 CO3 tức là natri carbonate có thể làm mềm nước cứng toàn phần. Câu này chính xác luôn nha. Nước cứng toàn phần có hai cách. Coi lại. Câu 26. Na2CO3 dùng để chế tạo thuốc giảm đau dạ dày. Giảm đau dạ dày hả? Giảm đau dạ dày. Đúng không? Ai còn nhớ không? Ai ở nhà làm này sao? Giảm đau dạ dày là thuốc muối nha các em. NaHCO3 là thuốc muối. Tức là trong dạ dày của mình á, cái hàm lượng mà HCl này nè nó nhiều lắm. Thì nếu mà thuốc đau dạ dày thì em coi gặp HCl nó sẽ thoát ra CO2 và nước. Tóm gọn lại, câu này sai. Được chưa? Vì thuốc đau dạ dày là NaHCO3, các em nhớ. 27. Cho các kim loại, có hai kim loại tan, hai thôi. Ở điều kiện thường. Một em, hai em. Được chưa? Bỏ bỏ bỏ. Nhôm chết chỉ tan trong dung dịch, nó tan trong dung dịch kiềm thôi. À nữa nha, sắt và đồng là không tan trong nước, cũng không tan trong dung dịch kiềm luôn nha các em. Rồi. Thạch cao nung có công thức. Rồi cái này cô Hậu dặn lại cho các em nè. Thạch cao có 3 loại. Thạch cao sống, thạch cao nung, đúng không? Và thạch cao khen. Sống là làm sao, nung là làm sao, khang là làm sao. Sống là gì? Ca(SO4)2 nước nguyên si, nung chấm một nước, khang là không có nước. Như vậy thạch cao nung, rồi câu này sai. Nung là phải có chấm một nước nha các em, tinh thể. Rồi câu 29. Thật ra câu 29 và câu 230 này nè các em, là các em phải học luyện thi ha, rồi học về cái sơ đồ, cái đường đi diễn biến của nó thì mình mới làm được cái câu 29 và câu 30 này. Nhưng mà bây giờ là làm trước luôn đi ha. Rồi giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em nè. Bây giờ câu 29. Nếu cho CO2 vào CH2 lần từ từ đến dư thì đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa. Cái này mai mốt mà thật sự ra đó thì cô cũng mong muốn là, nếu thôi nha, nếu mà cái tháng 3 này mà các em không đi học á, thì cô trong tháng 3 cô sẽ dạy hết chương trình 12 qua chương trình online cho các em. Và khi mà các cái lớp học thêm ở nhà của cô thì bắt đầu vô tháng 4 là cô sẽ dạy theo các cái bài kiểm tra ở trên trường và cô luyện thi đại học luôn. Đó, đó là cái mục đích của cô như vậy. Còn nếu như mà đi học tháng 3 luôn á, thì nó quá tốt đi. Còn nếu như mình học online là mình phải đu cho nó kịp luôn. Đó là mình phải thời gian mình luyện thi luôn. Đó. Thì luyện thi nó có cái bài này, là các cái bài đồ thị sơ đồ ha, nó cũng khá là dễ. Rồi bây giờ quay lại này, em cho CO2 vào trong CH2 lần đúng không? Thì đây, cái đồ thị nó thường nó như thế này, có vẻ không tương đối lắm nha, nhưng mà mình cứ hiểu đơn giản vậy đi. Rồi, thì mình thấy là gì? CO2 đầu tiên tác dụng với CaOH2 lần. Thì ra kết tủa là CaCO3 cộng với lại nước. Rồi CO2 là amon thì 3 giờ là amon và kết tủa là amon thì cô nghĩ nó sẽ là một cái hình vuông. Hình vuông nha. Đó. Đây là số mol kết tủa. Đây là số mol CO2. Đây là A. A, đây là không. Rồi bây giờ cô giảng lại. Khi em cho amon CO2 vào, đây đây là amon. Amon CO2. Đúng không? Thì em thu được amon kết tủa. Đúng không? Đây là cái đồ thị mình đi như thế này, là hình vuông nha các em. Đây là cái đường chéo của hình vuông đó. Đây là từ đây đến đây là A nè, từ đây đến đây là A nè. Rồi đó. Rồi bây giờ tiếp nè, nếu mà em cho tiếp CO2 vào, em tác dụng với lại, lúc này nó sẽ tác dụng với kết tủa đúng không? CO2 tác dụng với lại kết tủa ra nước, cộng với nước ra gì đó, CaHCO3 hai lần. Đó, tỷ lệ 1:1. Đây A, đây A. Vậy thì có phải là em cần thêm một A nữa? Đây, em cần thêm một A nữa. Vậy tới tới cái điểm này là 2A.
từ đây đến đây là a, nó không chính xác lắm ha. Đây đến đây là a nè, từ đây đến đây là a nè. Đó thì kết tủa lúc này là cái trục này đúng không? Đây kết tủa bằng không, giống nó qua kết tủa bằng không, này là hết kết tủa rồi. Như vậy là gì? Số mol CO2, số mol CO2 là 2a thì kết tủa bằng không. Rồi vậy cái đồ thị nó đi xuống vậy. Đó. Như vậy là gì? Khi dẫn từ từ CO2 vào trong dung dịch 3 giờ CO2 2 lần thì cái đồ thị của em sẽ là hình tam giác vuông cân. Câu này cực kỳ chính xác. À ha, này cô đang giảng sơ như vậy để cho các em biết. Rồi bây giờ quay qua câu 30. Thì câu này nó hơi khó với các em tí xíu ha. Thì những bạn nào mà dành chuyên về luyện thi đó, bạn có thời gian á, chứ còn mức độ trung bình thì cũng hơi khó hiểu tí xíu. Bạn cho CO2 vào hai cái 3 giờ này đúng không? Thì lúc này có hình dạng tam giác vuông cân là sai nha các em. Vuông cân là sai. Tại vì lúc này nó có thêm cái lượng NaOH nữa. Thì cái đồ thị nó như thế nào? Thì cô có thể vẽ sơ qua như thế này nè. Đây có thước nè. Này mà chưa quan trọng lắm. Đây A, đây A. CO2. Không. À xin lỗi, cái này cái tổ CA CO3. Cái tổ, còn đây là CO2. Rồi bây giờ nè, em cho CO2 vào. Cái trường hợp này là cô đang nói là hai cái 3 giờ nha. Trường hợp hai cái 3 giờ của cô nè. Rồi, không biết thấy được cái hình không. Này là CO2. Đó thì đầu tiên là gì? Em cho CO2 vào nó tác dụng với lại CO2 hai lần là cái đường này. Đó. Này là A, này A. Được chưa? Rồi, sau đó em cho tiếp CO2 vào thì em tác dụng với lại NaOH. Em hiểu ý không? Đầu tiên là CO2 tác dụng với lại CaOH hai lần thì nó ra cái tủa. Đó, cái đồ thị cái tủa nó đi như thế này. Bây giờ em cho CO2 vào thì cái lượng CO2 này nè, cái lượng CO2 này nó phải tác dụng với NaOH. Đúng không? Nó tạo ra Na2CO3 thì cái tủa nó không có thay đổi, cho nên nó phải đi ngang như thế này. CO2 có tốn. CO2 tốn để tác dụng với lại NaOH này. Đó, rồi sau đó nó tốn một lượng nào đó cô không biết. À, nó tốn một lượng nào đó, lượng X nào đó cô không biết. Rồi sau đó tại cái điểm này nè, nó lại em cho tiếp CO2 vào thì nó sẽ tác dụng với cái kết tủa mới tạo ra đây thì nó sẽ chạy xuống vậy. Ví dụ vậy, cái đoạn này là A nữa. Đó thì cái chỗ này sẽ là 2A cộng X, ví dụ vậy. Nhưng mà cái đồ thị nó đi sẽ là hình than cân. Nha. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ này là cô nói sơ lại là 30 câu cái lý thuyết kiềm và kiềm thổ cho các em. Nhưng cô nói với các em nè, đây là cũng chưa có hết đâu. Nhưng mà các em á, những em nào mà ở lớp cô A15 với lại là A5 hoặc là học thêm cô cũng nói, còn những bạn nào mà ở ngoài đó, các em phải viết hoặc là có cái tài liệu lý thuyết vô cơ phải rõ ràng. Các em phải theo giáo viên ở trên lớp hoặc là theo cô. Nếu mà theo cô thì rất là đơn giản. Bây giờ em cứ ở trong group này đúng không? Em lấy cho cô một tờ giấy đôi hoặc là tờ giấy A4 gì đó, em viết lại toàn bộ lý thuyết của đại cương một tờ, kiềm thổ một tờ, kiềm một tờ, nhôm một tờ, bấm lại cho cô thành 3 tờ là xong. Xong từ giờ đến ngày thi đại học em cứ lấy mấy cái tờ đó ra em học thôi. Nha, lý thuyết là phải ok thì em mới học được. Rồi bây giờ đến cái phần rất là hấp dẫn.
Đó, giờ toán. Giờ cô coi coi mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi, ai comment cho cô coi Minh Quân mấy giờ rồi Minh Quân? Phòng cô không có đồng hồ luôn. Không ai comment gì hết vậy. Alo alo. Nghỉ chút xíu nha, nghỉ 1 phút cho cô uống nước nè, em coi lại coi lý thuyết. Mười giờ không sáu. Cảm ơn Khoa, cô uống nước chút xíu. Rồi 30 câu, 30 câu lý thuyết là cô sửa trong vòng 30 phút rồi đó. Ở nhà các em nói thiệt cho cô thử coi là các em có làm trước ở nhà không vậy? Rồi bây giờ giải, bắt đầu giải đề được chưa? Giải đề 1, mà đề 1 này có 40 câu luôn á. Minh nè, đề 1 này có 40 câu luôn á. À, các cô dặn đi dặn lại là gì? Phải làm trước ở nhà, giờ lên học thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Thì ngày là hôm học bữa đầu cho nên là cô cũng, nếu mà cũng chưa đến 11 giờ mà làm xong cái đề 1 này thì cô cũng dừng ha, mình học vậy thôi đủ rồi. Rồi bữa sau là các em chuẩn bị đề 2 với lại đề 3 là mình chuẩn bị cho ngày thứ tư nhá. Group mình là 70 bạn mà 40 bạn vô nè, còn 30 bạn kia đi đâu làm cái gì? Nếu bữa sau mà ngày thứ hai mà bạn, những bạn nào mà không có coi like hoặc là không có học đàng hoàng đó thì cô sẽ lock ra nha. Tại vì chúng ta học là phải đàng hoàng. Có gì là vắng nghỉ là cô sẽ báo về phụ huynh luôn. Để cô chỉnh lại tí xíu. Mận gì? Mận Bắc hả? Nguyên, Nguyên có mận gửi ship hàng về cho cô Nguyên ơi. Mận gì ở đó mà cười ha ha. Nói chuyện chút xíu để cho nó đỡ căng thẳng coi. Mà cô cũng nghi tháng 3 này cũng chưa biết là đi học hay không đi học đó nha các em. Tại vì các em thấy là bây giờ hả, người Hàn Quốc với lại Singapore đồ đó là người ta đâu có biết là ấy đâu rồi hả, có về lại Việt Nam cho nên phong tỏa hả? Coi lại lật lại trật tự ở ngoài Hà Nội đồ nhiều lắm, Thành phố Hồ Chí Minh mình rồi ở Hàn Quốc nó về rồi này nọ đồ nhiều, đang lung tung lắm cho nên mình cũng chưa biết được đâu. Cho nên là cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, học hết online. Mà nhiều khi học online cô nghĩ à, cô sẽ sắp ra một clip trên YouTube là vì sao chúng ta phải học online và chúng ta phải bắt kịp thời cơ ha. Và học online thì có những cái đức tính gì? Lỡ có sẽ có những cái tính cách gì mà em sẽ rèn luyện qua được cái việc học online nhá. Minh Quân lỡ nó cho đi học rồi sao cô? Cho đi học thì cô khuyên các em á, thì các em vẫn phải bảo vệ mình. Nói chung là các em ăn uống là đồ ở nhà mình mang đi nè. Rồi nếu bạn nào mà về được nhà thì về. Còn các em không có ở bán trú thì cái đó cô khuyên vậy. Còn nếu mà kẹt quá thì phải ở bán trú, nhưng mà phải đeo khẩu trang đồ này nọ cho nó cẩn thận, tự vệ sinh. Rồi nói chung là mình đeo khẩu trang với lại rửa tay thường xuyên thôi nha.
như cô là cô sẽ đi dạy về là cô về luôn chứ cô không có ngủ lại trường ví dụ vậy. Lịch dời lại một tháng nên đề khó hơn phải không cô? Cái thì cái này cô không có nhận định được. Dời lại một tháng nhưng mà dời lại một tháng nhưng mà thì lịch thay đổi đâu có thay, mình nghỉ một tháng thì dời lại một tháng thôi thì đề nó vẫn phải vậy à. Một là khó hơn, hai là bằng thôi chứ không được nói là dễ hơn. Mà cô nghĩ là cái việc mà học tất cả các bộ môn á, nếu như các em mà bỏ ra công sức và thời gian học thì điểm 8 là điểm có thể các em đạt được nha. Chứ còn mình cũng đừng có nhu cầu là học trên điểm 8. Về sau này thì lớp 12 thì cô cũng luyện thi những cái thang điểm là thang điểm 8 cho các bạn, hoặc nhỉnh hơn 8 là thang điểm 8 rưỡi nha. Còn lại thì các bạn tại các bạn chưa trải qua thôi, nhưng mà các bạn nhớ là những cái cốt lõi cơ bản cô Hậu đưa ra là các bạn phải nắm được. Đó. Alo, hai bạn đi đâu rồi? Còn 38 bạn nè. Đề thi thì chắc chắn là phải bằng hoặc là khó hơn chứ không có cái vụ dễ hơn ha, tại vì lịch thi dời lại. Rồi, nói vậy được rồi, bây giờ vô đề 1 thôi. Thì bạn nào mà đã làm đề 1 ở nhà rồi thì cô rất là tuyên dương ha. Chứ còn mình làm gì đây, tại gì đây, bộ cho nghỉ dịch chứ không phải nghỉ ôn thi đâu nên đề không khó hơn đâu bao bạn. Này chưa biết. Cái này cô nói trước là theo kinh nghiệm của cô là ba đề toán lý hóa năm nay, ví dụ có đề toán rất là khó, ví dụ năm sau thì đề lý rất là khó, năm nữa là đề hóa rất là khó. Micro bị rè, con coi lại thử coi cái đường truyền của con thử, con ao ra con vô lại coi, tại máy cô vẫn để vậy á, tại vì do đường truyền á, đường truyền bên con á, bên cô là cô gắn cái đường truyền 5 megapixel là đường truyền cao nhất luôn rồi đó. Quân ơi, ok rồi thôi vô nha. Bây giờ phần 1, phần 2, ba đề này là do cô soạn ra ha. Rồi giờ bắt đầu. Rồi học thôi các em, nói nãy giờ 5 phút rồi. Câu 1. Để tách lấy đồng ra khỏi đồng và nhôm, có thể dùng một lượng dư dư anh nào? Đúng không? Rồi các em chọn câu nào đây? Này bữa sau cô xài một cái phần mềm để cho các bạn chọn được luôn nè. Cô đang nghiên cứu mấy cái phần mềm. Rồi ở đây chúng ta nghiên cứu nè, HNO3 loãng là hòa tan hai anh này luôn, ao luôn ra ngoài. NaCl không tác dụng được với ai? Cao H. Ồ hên quá. Nhôm tác dụng với lại cao H, làm mất nhôm. Như vậy là lấy ra được đồng. Vậy đáp án là câu C nha các em. Rồi tới đây cô dừng lại tí xíu nè. Cô dừng lại tí xíu, cô ôn lại nè cho em. Rồi cô thấy là các bạn quên hết cái vụ này rồi. Nghe nè ha. Nhôm tác dụng được với dung dịch kiềm. Được chưa? Nhôm cộng kiềm cộng nước. Mũi tên ra muối kali aluminat cộng 3 phần 2 hydro, nhớ chưa? Nhiều bạn thấy 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 cái phương trình này là hơi bị ấy nè. Rồi trong phương trình này mình sao nè các em ơi? Phương trình này nè, ghi chú vô nha. Nhôm là nhôm không, nhôm cộng 3, nhôm là chất khử. Nước cộng 1 không. Vậy nước là chất oxy hóa. Được chưa? Và cao H chỉ là môi trường. Chỉ là môi trường thôi. Nhớ nha các em, cái về bản chất của cái phương trình này rất rất là quan trọng. Hả? Quan trọng lắm. Rồi bây giờ tiếp nè. Cái này. Nhôm mặc dù tan được trong 3 giờ, nhôm cũng cộng được với axit. Nhưng nhôm không phải là chất lưỡng tính nha các em nha. Đó, cô dặn cho nó kỹ vậy. Thà mình làm kỹ vậy luôn chứ còn mà mình chọn đáp án không là nó nhanh quá. 1 C. Rồi. Giờ chúng ta qua. Rồi bây giờ tới câu số 2.
Câu số 2. Phát biểu nào sau đây là đúng? Gạch dưới đây là đúng. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Kim loại Cesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. Cesi nha. Giờ mình em cứ đọc sơ sơ thôi. Cứ để yên đó. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân kim loại kiềm có tính khử giảm dần. Câu này thấy nghe nó trái khuấy làm sao đúng không? Theo chiều tăng là tính khử phải tăng, tăng dần. Tính khử tăng dần, tính khử tăng dần. Kim loại magie có kiểu lập phương tâm diện mình học là gì? Lục lục, diện diện, khối, bình, minh. Đó, thấy hay chưa? Magie, lục phương, rồi sai luôn. Các kim loại đều tác dụng với nước, beri đâu có đâu các em. Như vậy đáp án là câu A. Được chưa? Cô giảng rất là kỹ luôn. Rồi về bài tập thì từ từ ha. Rồi mình làm lý thuyết trước đi cho nó khỏe. Giờ câu số mấy đây? Câu số 4. Tính chất không phải của kim loại kiềm. Độ cứng cao. Đáp án câu A. Chọn luôn. Kim loại kiềm là khử mạnh ok nè, nhiệt độ nóng chảy thấp nhất đúng nè, cộng 1 nè, đúng luôn. Rồi, giờ đến câu số 6. Câu số 6, cho các dãy chất, số chất tác dụng với lại là lượng dư pH 2 lần tạo thành kết tổ. Câu này nhiều người bạn sai lắm nè. Cô dám chắc các bạn sai luôn á. Alo. Cái này không biết nhưng các bạn chọn đáp án nhiêu đâu. Thôi giờ nghỉ tí xíu coi. Comment cho cô biết coi. Comment coi các bạn chọn đáp án gì nè. Comment đi. Cô đang chờ comment các bạn đó. Cô chờ 3 comment đầu tiên nha. Alo, 39 nha học sinh ơi. Chọn đi em. 6. Alo, alo. B. Quân B hả? B là cái này. Các em mạnh dạn lên đi, các em phải nhắn cái đáp án đi em. Để cô coi thử coi là cái trình độ của các bạn tới nó đang nằm tới đâu rồi. Nghỉ Tết ủ đông dữ quá rồi. Ông ơi, Quỳnh đâu? Quỳnh đâu rồi con? D. Đó, thấy sai rồi đó. Đâu nữa, đứa nào nữa? Tuấn. Chà. Tuấn Nguyễn A15. C. Trời. Trời, tụi con chọn BCD hả? Đâu sẽ là kết quả đây? DC. D. Hơi buồn. Rồi. Phương Quỳnh. C hả? Rồi bây giờ tạm dừng lại ha, tạm dừng lại. Rồi không comment nữa để cho nó nhảy. Rồi bây giờ nha. Cô ra kết quả nè. BaOH 2 lần đúng không? Cái này bay hơi. Bay hơi. Mùi trứng gì ta? Mùi khai. Cái này kết tổ nè. Đó, vừa bay hơi vừa kết tổ nè. Này kết tổ nè. Ok ha. Tổ FeOH 2 lần là xin lỗi, FeOH 3 lần là nâu đỏ nè. Kết tổ trắng nè, MgOH. Thấy không? Kết tổ trắng rồi vô. Anh này kết tổ luôn. FeOH 2 lần. Kết tổ trắng xanh. Các em ghi chú giùm cô cái trắng. Thấy không? Sắc 3 nâu đỏ. Ghi đi em ơi. Cô thấy là em. Mà nhê. Cái tổ trắng. Này trắng xanh. Trắng xanh hay là lục nhạt vậy đó. Ôi chia buồn cho em. Những bạn nào chọn đáp án, chọn luôn cái ALCL3 nha. Cô biết những bạn nào chọn đáp án D. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn nào chọn đáp án D là bạn đó sai rồi. Chưa chính xác rồi. Vì sao? Hả? Đọc đề nè. Số chất tác dụng lượng dư. Thấy dư không? Dư BaOH 2 lần không? Thấy chưa? Mà cái ALCL3 tác dụng với BaOH 2 lần rồi nó ra kết tổ ALOH 3 lần đúng không đồng chí? Mà nó tan được ở trong BaOH 2 lần. Rồi cái phương trình ghi cho các em rõ ràng luôn.
ALCL3 đầu tiên tác dụng với lại là BOH2 lần ra ALOH3 lần kết tủa. ALOH3 lần tiếp tục tác dụng với BOH2 lần dư, phương trình ghi cho nó quen nha các em. Cộng BOH2 lần này lượng tính mà đúng không, tan thì nó sẽ tạo ra là thay vì là các em nè NaAlO2 thì BaAlO2. Hồi xưa bằng tuổi các em cái này cũng viết nó hơi cứng tay tí xíu. Bari aluminat dung dịch. Rồi vậy cô chọn nha, 1 2 3 4. Rồi ai chọn đáp án C là đúng. Yeah. Châu Giang C nè. Quốc Huy, Quốc Huy nhớ nha con, AlOH3 lần lượng tính nha. Rồi xong. Rồi toán nè. Câu số 8. Rồi bắt đầu qua câu số 8 đi con. Cho từ từ CO2 đến dư vào trong dung dịch X gặp với chữ dung dịch. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt, dung dịch trong suốt. Chất tan là. Cái này đó thì năm đó thì cô ra đề thì cũng có rất là nhiều bạn chọn đáp án câu C. Thì con lưu ý nè, dung dịch X thì không phải là này, cái này bỏ đầu tiên. Nhưng mà tại sao các bạn lại chọn cái này? Tại vì các bạn nghĩ là gì? CO2 tác dụng với CaCO3 thì nó cộng với nước nữa, cái nó ra là CaHCO3 hai lần. No, không phải nha. Người ta yêu cầu là dung dịch, cái này kết tủa là bỏ. Rồi CO2 tác dụng này, dung dịch này là không phản ứng. Được chưa? Cái này thấy cũng được được ha. Thấy cũng được được á. Quá được đi chứ còn. Rồi, chọn đáp án B. Mình học lý thuyết rồi mà. CO2 vào trong nước vôi trong đầu tiên tạo ra kết tủa trắng, sau đó kết tủa trắng tan ra tạo thành dung dịch trong suốt CaHCO3 hai lần. Rồi, bây giờ cái đáp án cái lý thuyết của câu D đó thì cô có là cái lý thuyết của bài nhôm mà cô nói trước là cái bài nhôm đó các em, là các em về lý thuyết là các em rất quên nhiều lắm. Quên lý thuyết bài nhôm nhiều lắm. Các em về nhà các em viết lại các cái phương trình bài nhôm tí xíu ha. Và trong quá trình mà giải thì cô cũng ôn lại kỹ cho các em tí xíu. Rồi bây giờ nói về cái muối này. Natri alumina. Đây muối này. Muối này thứ nhất là nó được tạo bởi 3GNAOH và axit HAlO2. HAlO2 tức là AlOH3 lần. Nha, tức là cái AlOH3 lần này. Tức là đây là muối của 3G mạnh và axit yếu. Đó. Thế thì bây giờ muối này thì nó sẽ có môi trường. Môi trường 3G. À, nó được tạo bởi 3G mạnh. Vậy nó là có môi trường 3G thì nó sẽ tác dụng được với lại axit carbonic. CO2 cộng với H2O là axit carbonic cộng với muối NaAlO2. Như vậy nó sẽ tái tạo ra là gì? Tái tạo ra axit yếu hơn, tức là AlOH3 lần cộng với muối, môi trường axit và muối NaHCO3. Cái này trước lớp trước Tết cô có dạy cho em cái bài lý thuyết nhôm á nha. Đó. Cho nên là gì, nếu mà em cho CO2 vào trong NaAlO2 chỉ tạo ra kết tủa keo trắng. Kết tủa không tan. Được chưa? Tạo ra kết tủa keo trắng. Kết tủa không tan. Rồi. Nếu không hiểu thì nhớ coi lại clip của cô ha. Rồi câu số 12. Câu số 12. Trong dung dịch X chứa đồng thời và chỉ chứa một anion. Anion tức là ion âm ha. Thì cái này các em để ý cái chữ dung dịch nè. Đó. Thì dung dịch em chọn cái ion nào mà nó kết hợp với cái này mà nó phải tan. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ví dụ như bây giờ em chọn, em không bao giờ chọn câu C hết. Tại sao? SO4 đi với bari là nó kết tủa thì nó không phải là dung dịch. Đó, không bao giờ chọn clo thì có kết tủa AgCl. Đúng không? Kết tủa trắng. Phosphat là bari sắc bạc thì kết rồi, bỏ luôn. Chọn đáp án câu A. Là gốc nitrat tất cả đều tan nha. Rồi bây giờ cô sửa lý thuyết trước vậy ha các em. Rồi lật qua trang.
Nhiều quá. Rồi, học online tôi nói mệt quá các em ơi. Học online nói hơi bị mệt luôn, nói liên tục luôn. Nhật Thịnh, Nhật Thịnh Châu Giang à, lâu lâu quay cho cô đỡ mệt tí xíu. Mệt quá. Thôi, tí nữa bài tập là cô chờ tụi em làm hơi bị nhiều luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu vô câu 14 nha. Hợp kim nào không phải hợp kim của nhôm? Thì cái này là mấy cái này cô ít dạy cho các em quá, nghe lạ đúng không? Electron đi ra simulin. Nhưng mà có cái chữ là không phải hợp kim của nhôm là chắc chắn thép. Nhiều bạn là cái câu này làm thì cũng bị nhầm lẫn. Thép là hợp kim của sắt và carbon. Được chưa các em? Không phải hợp kim nhôm. Nhanh ha. Bây giờ những câu lý thuyết nào dễ là cô đi nhanh. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là gì? Điều chế kim loại là mình đi từ ion để điều chế ra kim loại, đúng không? Mà ion là chất oxy hóa. Chất oxy hóa thì phải là bị khử. Tức là gì? Mình sẽ khử ion kim loại thành kim loại. Đâu rồi? Khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. Ok. Được chưa? Rồi, 16. Cho dạy chất này số chất và ion là vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử, tức là cái số oxy hóa của nó phải là trung gian các em nha, phải là trung gian. À, ví dụ như là cô nói ví dụ cô không bao giờ cô chọn natri cộng. Tại vì natri cộng có số oxy hóa là cộng 1 đúng không? Cộng 1 thì cao nhất rồi. Natri đâu có tăng lên nữa đâu. Đó thì em chọn cái nào trung gian thôi ha. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Sắt bỏ. Vì sắt chỉ có số oxy hóa là 0 thì nó chỉ tăng lên là cộng 2, cộng 3 thôi, không có giảm xuống nữa. Cái này là nhỏ nhất rồi. Carbon coi bộ được á. Chọn đầu tiên. Vì sao? Carbon thì có carbon, cô lấy ví dụ như là CH4 nè, là carbon trừ 4. Đúng không? Rồi CO2 nè, là carbon cộng 4. Như vậy đây là carbon không. Carbon không thì có thể là tăng lên cộng 4 hoặc là giảm xuống trừ 4. Được chưa? Lưu huỳnh ở đây là cộng 4. Tăng lên cộng 6, giảm xuống 0 chẳng hạn. Giảm xuống 0. Rồi. FeCl3 hả? FeCl3 câu này cũng gây nhiều tranh cãi đây. Bây giờ nè, sắt cộng 3 là chất oxy hóa. Đúng không? Sắt 3 là giảm xuống sắt 2. Nhưng ở đây nó có cái clo trừ. Clo trừ 1 lại tăng lên được nữa. Thì cái câu này là câu đánh giá là câu khó nha em. Tại sao cô nói lại tại sao FeCl3 chọn luôn ha? Tại vì cái chất này nó sẽ thể hiện tính oxy hóa ngay chỗ sắt 3 cộng và thể hiện tính khử ngay clo trừ. Tương tự HCl cũng vậy luôn. Tính oxy hóa thể hiện ở H cộng 1 nè, sẽ tạo ra H0. Clo trừ nè, sẽ tạo ra khí clo. Đó là một cái tăng lên cái giảm xuống. Đó, chọn luôn. Còn lưu huỳnh trừ 2 là số xóa trừ 2 là thấp nhất rồi các em. Thấp nhất rồi. Chỉ thể hiện tính khử thôi. Câu này là phần đại cương đó các em. Nó ra cái câu này là trong bộ đề thi đại học á. 1, 2, 3, 4. Rồi câu 18. Trường hợp không xảy ra khi phản ứng với loại CaCO3 thì không phản ứng, là chữ không xảy ra. Axit thoát ra khí CO2, gặp CO2 và nước tan ra thành dung dịch trong suốt. Rồi chọn câu C, dung dịch kiềm. Cô lấy ví dụ như NaOH đi ha. Thì đây là kiềm nè, tác dụng với 3 giờ thì điều kiện là gì? Kiềm phải tan. Đúng không? Kiềm tác dụng với muối, xin lỗi. Kiềm tác dụng với muối, kiềm phải tan, muối phải tan. Nhưng mà này nó kết tủa. Đâu có xảy ra đâu. Được chưa? Rồi. Câu 20, cho kim loại X tác dụng với COS4 phản ứng không thu được đồng. Cho kim loại X vào dung dịch COS4 sau phản ứng không thu được đồng kim loại. Không thu được đồng kim loại. Câu này là có rất nhiều cái ý kiến nè.
Thôi câu này để hỏi các em tí xíu. Các em ơi, các em cho cô biết cái đáp án của cái câu 20 coi, comment cho cô coi. Alo alo. Chọn đáp án câu 20 cho cô đi con. Chưa ai hả? Comment cho cô nào. Đang ngủ hả? Buồn ngủ không? Thư ơi, đáp án nhiêu con? Vĩ, Như, Giang, Thịnh, Thiện, Trần, Vi. Câu C hả? Bạn chọn C. A. 20C. Câu A. Ai có kết quả khác nữa không? A Phương Thảo rồi. Ai chọn A? Trời 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 Phương Thảo. Đó, tụi con chọn như vậy thì cô mới biết được là lực của tụi con sao nha. Rồi Nhất Nguyên bắt tay với lại Phương Thảo cái nè. Rồi Nhật. Hả? Minh đâu? Minh Nguyễn. Rồi Tống Tài. Ai mà chọn A thì bắt tay nhau nằm lên bảng, nằm lên phản thuộc quốc cho một cái thôi. Trời. Hả? Này phải quốc nha. Nè, rồi bây giờ tạm dừng nha con. Bây giờ con chọn A đúng không? Thứ nhất. Rồi bây giờ cô nói nghe nè. Kỹ năng khi làm trắc nghiệm. Đọc. Khi cho kim loại X vào dung dịch COS4 sau phản ứng không. Đâu rồi? Mấy bạn chọn A vòng tròn cái này cho cô coi. Hôm nay cô đã nhấn mạnh cái này rồi mà. Hồng Phúc nằm lên phản luôn con. Hồng Phúc ơi nằm lên bảng luôn. Không thu được đồng. Trời ơi. Hai cái anh này Nhôm với lại là Ma Nhê. Nhôm đẩy đồng. Ma Nhê đẩy đồng quá tốt. Trời ơi, làm sao cho Nhôm đẩy ra đồng con? Đồng văng ra. Ma Nhê tác dụng với đồng, đẩy đồng ra. Trời ơi, câu đáp án chính án là câu C. Tại sao? Kali này nó tác dụng với nước mà em. Tạo thành cao H cộng với lại là hydro. Ok. Đúng không? Trời, kali này nó tác dụng với nước là 3 giờ nè. 3 giờ này tác dụng với COS4 mới ra kết tủa xanh. Các em còn nhớ cái hiện tượng mà thả một viên kali vào dung dịch đồng sunfat không? Đầu tiên có khí hydro thoát ra, rồi sau đó có kết tủa màu, màu xanh COOH. Như vậy là đâu có đẩy ra được đồng kim loại đâu nha. Rồi những bạn nào Hồng Phúc nè, xin lỗi những bạn nào mà chọn đáp án A với B là không đúng nha. Còn câu D, ủa con chọn được nhôm thì sao con không chọn kẽm ví dụ vậy? Đúng không? Mà như kẽm nhôm là đâu có tan trong nước, đẩy với đồng ra nha. Rồi chú ý. Yeah. Rồi 21. Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng. Rồi cái này cô vừa mới dạy rồi, chấm hai nước nói nhanh luôn đi. Thật câu xong, nhanh. 22. Các thí nghiệm. Rồi, cho các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng nha con. Nhôm đẩy hydro. Cái này ai làm được ha con? Nhôm đẩy bạc ha. Natri tan vào nước ha. Rồi bạc tác dụng đặc nóng quá tốt luôn ha, thì tạo ra muối cộng khí cộng nước. Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra. Rồi đáp án 4. Có ai thắc mắc không? Cô nhiều khi cô giải, cô cũng chưa có giải lần đầu. Cái này cô like cho nên cô chưa giải lần đầu. Cho nên là có cái gì mà sai thì con cứ nói cô nha. Ớ lên cho cô. Khánh Lê. Câu 23. Cho từ từ CO2 vào dung dịch NaAlO2. Hên quá hôm nay cô giảng câu này rồi nha. Thế là khi cho CO2 tác dụng với dung dịch này, con ghi CO2 cộng với nước thì nó ra kết tủa. Kết tủa không tan. Ủa tại sao vậy? Tại vì CO2 là axit yếu nha, tạo ra kết tủa không tan. Tất cả những cái câu mà hiện tượng của nhôm á con, thì em cứ để ý cho cô, khi nào axit mạnh, 3 giờ mạnh thì sẽ tạo ra kết tủa tan. Đó. Còn như đây nè, axit yếu nè, hoặc là mấy cái muối thì kết tủa và kết tủa nó không tan. Rồi chọn đi. Kết tủa tăng dần đến cực đại, kết tủa tan là sai nè. Sai. Rồi đáp án câu A nha. Kết tủa tăng dần đến cực đại. 26.
cho các dãy sau đây. Đẩy lên luôn nha. 26 cho các dãy sau đây. Câu này thì năm đó như là cô cho học sinh thì học sinh nó sai sai cái câu này rất là nhiều. Cho nè, 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy. Số dãy đều bị oxy hóa, đều bị oxy hóa. Câu này đọc cho kỹ. Đều bị oxy hóa bởi sắt 2 cộng, tức là đều thể hiện tính khử nha. Đều là thể hiện tính khử. Rồi bây giờ mà nó hỏi số dãy nha. Ở đây thì mình có mấy dãy, là 1 dãy, 2 dãy, 3 dãy và 4 dãy. Nó hỏi là số dãy chứ không phải là nó hỏi là dãy nào nha các em. Chứ không phải là dãy 1, dãy 2, dãy 3, dãy 4 mà nó hỏi số dãy. Rồi bây giờ nghe nè. Đầu tiên á, là mình chọn những cái dãy chất nào mà tác dụng được với lại là sắt 2 cộng đi ha. Thì bây giờ cái dãy 1 là cô không chọn. Tại vì đơn thuần là đồng 2 cộng đâu có tác dụng với sắt 2 cộng đâu, bỏ. Cái số 2 thì giờ cái số 1 bỏ đi nè. Rồi cái số 2 thì ước chừng cũng được. Tại vì may áo giáp đứng trước sắt. Không? Rồi bây giờ coi số 3 coi. Số 3 là magie nhôm được nè. Nhưng mà cái con này mà thể hiện tích khử hả? Thấy không được. Không? Tại cái bạc cộng này. Nè các em lưu ý nha, bạc cộng, không biết các bạn còn quên không? Quên không? Bạc cộng. Bạn nào quên ghi cái này vô cho cô. Phương trình này quan trọng lắm nè. Bạc cộng tác dụng với lại sắt 2 cộng ra sắt 3 cộng với lại bạc nha. Như vậy lúc này á, cái bạc cộng này là chất oxy hóa, còn cái sắt 2 là chất khử, cho nên mình không chọn, tại vì cái này là thể hiện tính oxy hóa. Rồi cái số 4 thôi, mấy cái chất này là chất oxy hóa hết rồi. Như vậy thì ở đây mình sẽ chọn là câu C. Câu C là số dãy là một dãy thôi nha. Thì nếu như bạn nào mà không có chắc á, thì bạn sẽ chọn đáp án là câu A. Câu A tức là dãy 2 và dãy 3. Dãy 2 và dãy 3 là đều tác dụng với sắt 2. Đều tác dụng với sắt 2. Nhưng cái dãy 3 này nè, nó có con bạc cộng đó, nó không bị oxy hóa bởi, mà phải là bị khử bởi sắt 2 cộng. Thì cái câu này là cô được đánh giá là câu khó. Em phải hiểu cái vấn đề nhá. Rồi bài này toán rồi, lật qua trang. Rồi tới câu 39 là hết cái đề này. Rồi giờ qua câu 29 nè. Dẫn CO dư rồi, dẫn CO dư đi qua hỗn hợp. Mấy cái này đun nóng thụ hỗn hợp thì thu được cái gì? Thì cái này cô dặn với các em là gì? CO là cái chất khử, chỉ tác dụng với những cái oxit mà đứng sau Z ấy. Đứng sau nhôm, tức là từ Zn trở đi ha. Rồi thứ nhất, CO tác dụng với Fe3O4 thì tạo ra sắt. Tại vì sắt nó đứng sau nhôm. Đúng không? Cô nói lại là cô viết cái ý này lại cho các em. CO cộng với các oxit sau nhôm. Được chưa? Rồi vậy tạo ra sắt nè. Rồi này tạo ra kẽm nè. Đúng không? Lâu lâu thả hình. Ủa ai mà tức giận vậy con? Ô gì? Cười ha ha nữa. Nó đỡ buồn ngủ ha. Đăng Thư này mới xuất hiện phải không ta? Đăng Thư ơi, Đăng Thư mới xuất hiện hay sao con? Ủa đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi? Chuẩn bị nè. Hình như nó bị lắc hay sao á. Con đang bị lắc hả? Rồi thôi tiếp nha. Alo cô tiếp nè. Rồi MgO không tác dụng nha con. Tại vì Mg nó đứng trước mà nhôm nha. Rồi vậy cô sẽ chọn đáp án nè. Sắt kẽm. Rồi đáp án câu C. 30 toán 38. Rồi câu 39. Dung dịch loãng dư nào sau đây tác dụng với sắt mà ra muối sắt 3. Thấy loãng không?
HCl loãng, H2S4 loãng là axit loại 1 sẽ tạo ra sắt 2 bỏ. Sắt 3 tác dụng với kim loại sắt thì ra sắt 2 bỏ. Rồi chọn đáp án câu C. Được chưa? HNO3 loãng axit loại 2 tác dụng với sắt ra muối và nước và khí. Khí ví dụ khí NO. Rồi xong rồi em ơi, xong lý thuyết rồi. Nói giờ cho cô thử coi mấy giờ coi. Ai nói giờ cho cô nè, mấy giờ rồi? Alo, ai comment cho cô mấy giờ coi? Giờ bắt đầu giải toán nè các em. Quay lại bài toán. Ai comment cho cô đâu? Alo. Không nghe tín hiệu gì hết à? Quỳnh mấy giờ rồi con? Cười ha ha hả Quỳnh? Hiểu hoài không? Ai comment cho cô mấy giờ coi? Giờ bắt đầu giải toán coi. Giải toán là một bài là hơi lâu á. Ê, viết vô vở đàng hoàng nha các em. Thôi là cô kiểm tra qua vở đó. Không ai comment cho cô. Buồn. Tôi đi xuống tôi lấy cái đồng hồ đó. Cô canh giờ cô dạy cho nó phù hợp á. Mười giờ bốn hai chết cha, còn 15 phút rồi con. Trời, nãy giờ tôi nói nhiều quá. Auto hiểu là sao con? Tự động hiểu hả? Ủa gì 11 giờ? Nguyên này nó ở giờ vô toán mới là vui nè. Có ai làm toán ở nhà chưa? Rồi, vô toán. Bắt đầu nha. Rồi máy tính. Câu số 3 đi. Bây giờ mình nhìn câu số 3 là hòa tan hoàn toàn. Tầng này gam hỗn hợp ba kim loại với lại axit đặc nóng. Đặc nóng thì ra khí NO2 nè. Cô cạn dung dịch thu được muối. Rồi bây giờ các em ơi, bây giờ câu số 3 này là nhiều khi là các em lung tung đó. Bắt đầu làm nè. Đề bài hỏi gì? Hỏi muối khang, đúng không? Thì bây giờ các em lật vỡ ra đó, về nhà đó, coi lại cái công thức tính M muối. M muối là bằng M kim loại cộng cho M của gốc nitrat và muối NH4NO3 nếu có. Nhưng với cái bài này thì em thấy rằng là do nó ghi là đặc nóng cho nên nó không có muối NH4NO3 đâu nha. Rồi, bây giờ thế công thức vô nè. M kim loại 14,4. Ghi kịp không? M nitrat 62 nhân cho số mol E. Rất nhiều bạn hỏi số mol E là cái gì vậy cô? Số mol E này tức là E cho hoặc E nhận. Số mol E này tức là lấy số mol kim loại nhân cho hóa trị bằng với lại là số mol sản phẩm khử nhân cho số E trao đổi. Đó. Bây giờ số E là bên đây cũng được mà bên đây cũng được. Hiểu ý không? Thì bên đây nè, bên đây là kim số mol kim loại nhân hóa trị là mình bó tay rồi, tại vì đây là ba kim loại mình đâu biết là số mol kim loại nhân hóa trị bao nhiêu đâu, cái này cục ba cái đó. Đây, hên quá. Mình sẽ xài là số mol sản phẩm khử nhân cho số E. Như vậy cô thế vô ha, 14,4 cộng 62. Số mol sản phẩm khử là 15,68 chia 22,4.
Rồi số môn E trao đổi của NO2 là mấy? 1. Rồi bấm kết quả báo cho cô nhanh. Rồi comment kết quả giùm cô đi con. Nhanh nhanh. Ai làm rồi thì báo luôn. Rồi cô đang chờ các bạn comment kết quả cô mới qua câu quá nha. Ba bạn là được rồi. Tích cực đi em. Hu 39 bạn ơi. Comment kết quả cho cô nè. Bùi Đạt Khoa giỏi quá, tốt. B, Minh Cường tốt. Rồi B rồi xong. Rồi không comment nữa ha, rồi qua B rồi. Minh Trí ok. 57,8 ok. Rồi. Ok đúng rồi con. Tiếp tiếp tiếp. Nhanh. Câu số 5. Bây giờ chơi mọi ngược ngược lại đi. B rồi con, rồi hết comment rồi ha nha con. Bây giờ ai làm câu số 5 ở nhà rồi? Yes no question ha, trả lời đi. Có ai làm chưa? Giờ hỏi ngược lại nè, rồi không comment nữa nha con. Ai báo cho cô câu số 5 ra bao nhiêu? Làm chưa? Giờ chơi hỏi kết quả trước đi. Ai câu số 5 nè. Có ai hỏi kết quả trước cho tôi không? Câu này là một trong những câu trong bộ đề thi đại học thường xuyên ra trong kiểm tra trường mình. Rồi, chế vỉ câu 5C. Ồ, cô thấy kết quả này hơi quen quen rồi nha. 2,52. Huy, câu A 2,24. Các bạn nào làm nữa không? 5C, 5A. 5C, chế vỉ. Rồi, ba kết quả rồi, giờ cô sẽ làm. Thì đầu tiên, rồi không comment nữa ha. Minh Phạm A. Rồi bây giờ nghe nè. Hình như cô đoán đó là đáp án C thôi nha. Rồi bây giờ mình đọc vô nè. Nung N gam sắt trong oxy thu được cái gì đó. Cái này cô hay gọi cái từ xà bần. C hả con? Rồi. Cái chất rắn này nè. Cô học cái thuật ngữ của cô hay nói đó là xà bần đúng không? Rồi, hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thì thu được từng đó. Cái này hình như cô có dạy cho các bạn cái phần đại cương á, là bảo toàn E2 giai đoạn là sao nghe sắt nè cộng với oxy nè ra cái xà bần nè, cái xà bần này tiếp tục cộng với HNO3 nè ra cái gì, ra sắt 3 nè. Cộng với khí NO2 nè. Đúng không? Vậy thì mình làm cái ô vuông của cô Hậu hay dạy đó các em. Ô vuông là gì? Số mol kim loại sắt chốt tăng lên 3 bằng bên đây là khử rồi đúng không, bên đây là oxy hóa, bên đây oxy hóa số mol oxy nhân E trao đổi là 4 cộng với số mol NO2 nhân E trao đổi là 1. Quen chưa, quá quen thuộc ha. Rồi bây giờ bắt đầu thế số nè, từ từ để bài hỏi M bột sắt đúng không, vậy cô đặt M chia 56 đúng không nhân 3 bằng oxy á hả con. Bây giờ số mol oxy nè con ơi, sắt cộng với oxy là 3 gam. Vậy cô lấy 3 cô trừ cho N M. Cô lấy 3 cô trừ N có phải ra khối lượng oxy không? Rồi cô chia cho 32. Hay chưa? Nhưng E trao đổi là của oxy là 4. Tất cả những con số mà bạn không hiểu đồ này nọ, các em sau cái buổi học các em cứ comment lại ha, rồi cô sẽ trả lời cho các em. Cộng khí nè 0,56 chia 22,4 nhân E trao đổi là 1. Rồi bấm đi, shift zone ra N, hết bài. À, rồi bây giờ á, xong rồi đó em. Shift zone ra N thôi. Bây giờ cô chờ đáp án của Minh Phạm. Minh Phạm Quốc Huy. Minh Phạm Quốc Huy bấm lại cho cô coi. Minh Phạm Quốc Huy ơi. Những bạn chưa làm bấm lại cho cô đi game. Này cô bấm luôn.
Rồi. Rồi kết quả chưa? Em ơi, câu A. Ồ, vậy là kết quả 2,52 là sai rồi. Rồi, đáp án câu A. Yeah. Vậy là cô Hậu nhớ kết quả từ cái bài nào đó ha. Rồi. Ok. Vậy là xác suất thấp quá. Vậy là chỉ có Minh Phạm với Quốc Huy nhớ bài ha. Rồi, xong nha các em. Rồi, bây giờ tiếp nè. Rồi câu số 7. Khử N gam hỗn hợp rắn X gồm. Cái câu số 7 này là quen thuộc không ha? 7 này quá quen thuộc luôn nè. Oxit cộng với lại CO thì ra rắn. Cộng với lại CO2. Mà CO2 này cho vào 3 giờ dư thì số mol CO2. Số mol CO2 chính là số mol kết tủa. Rồi có một bạn ra câu 7 rồi ha, để cô coi thêm đúng không. À, cái tủa này là CaCO3. Vậy mình lấy số mol kết tủa này bằng số mol kết tủa luôn. Là 9 chia 100. Đúng không? 9 chia 100. À, số mol này là 0,09. Ở đây là 0,09. Rồi rắn là 4,3. Rồi hỏi oxit. N gam oxit. Các bạn lưu ý là cái gì các bạn ơi? Các bạn mấy cái oxit có nhiều bạn viết phương trình đặt công thức MO rồi M2O3 rồi này nọ vân vân. Các em chỉ ghi rất đơn giản ghi oxit cho cô thôi nha. Rồi mình sẽ bấm nè. 4,3 cộng 0,09 nhân trừ 5,74. Đáp án câu D. Rồi, Nhật Thịnh làm đúng rồi ha. Rồi, Bình đúng luôn. Câu này đơn giản đó. Rồi, câu số 9. Chắc cô làm hết mặt này là cô nghĩ nha. Câu số 9. Cho 7,2 gam magie tác dụng với này sinh ra. Rồi, cái này mình làm ô vuông thôi nha các em. Bạn nào làm câu số 9 rồi comment cái đáp án luôn. Còn cô vẫn hướng dẫn cho các bạn. Câu số 9 nè. Mình có số mol magie nhân 2 đúng không, số mol kim loại nhân hóa trị nè bằng số mol khí x nhân với số e trao đổi. Thì bây giờ bài mình đang đi tìm khí x thì mình phải đi tìm cái số e trao đổi này. Bây giờ cô nói sơ nè, NO2 là cộng 4, bên đây là cộng 5, vậy NO2 e trao đổi là 1, NO e trao đổi là 3, N2O e trao đổi là 8 và này e trao đổi là 10, Peter E trao đổi là 10. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thế số nha. Số mol magie là 7,2 chia 24 nhân 2 bằng 1,344 chia 22,4 nhân cho một cái con số đặt là A đi. Rồi các em bấm cho cô ha, thử coi ra cái gì nè. Cô cũng không có kết quả đâu, cô phải bấm đó. Bữa sau là cô bảo các em chắc 10 quá.
Rồi đáp án 10 các em ơi. Vậy A bằng 10. 10 phải chọn đáp án D nha. Ok. Ok đúng rồi, rồi cho qua ha. Rồi câu số 10. Câu tiếp theo là câu số 10. Hỗn hợp hai oxit tác dụng với nước thu được dung dịch A chỉ chứa. Ồ cái câu này rất rất cái từ này là cái từ quan trọng, cho nên khi em làm toán đó em phải rồi Quỳnh D được rồi con. Rồi bây giờ qua câu 10 nha Quỳnh ơi. Chứa một chất tan duy nhất. Ồ cái này quan trọng. Cái câu đó là câu rất rất là hay nha các em. Rồi bây giờ cô sẽ viết phương trình thôi. Câu này viết toàn bộ phương trình chứ không có gì hết. Và cái câu này là một cái câu dùng để review kiến thức rất là tốt nha các em. Rồi cho vào nước thì các em lưu ý là Na2O tác dụng với nước trước. Ra hai lần nào. Được chưa? Cân bằng luôn hai nào. Sau đó cái NaOH này sẽ tác dụng với lại Al2O3. Sẽ tạo ra NaAlO2 cộng với nước. Đó. Rồi, chất tan duy nhất của mình là cái này. Hiểu không? Rồi lấy cái chất tan này cộng với HCl. Ồ, cái này nhiều bạn quên kiến thức nè. Ôn lại bài nhôm, sau bài này bạn nào mà còn yếu bài nhôm thì viết phương trình giùm cô ha. Rồi bây giờ em lấy dung dịch Na. Dung dịch NaAlO2 cộng HCl, em dự đoán là ra NaCl cộng HAlO2. HAlO2 thì em phải cộng thêm nước nữa để nó ra cái gì? Kết tủa AlOH 3 lần. Nha, các em nhớ cái ý đó giùm cô. Đó, cái này là cái phương trình nhiều bạn gặp khó khăn. Rồi bây giờ đề bài nói gì nè? Tính thể tích HCl cần dùng. Đây là tính này. Đó. Tính này. Tính này ha. Để kết tủa hoàn toàn. Cái NaAlO2. Rồi bây giờ sao đây? Cái câu chữ nè. Mình thì mình phải có số mol Na AlO2, mình phải có số mol này, có nghĩa là phải có số mol này, đúng không? Vậy thì bây giờ nè, cô chỉ cần đặt đây là x. Mình tác dụng với muối NaAlO2, tính HCl tác dụng với lại NaAlO2 để tạo ra hết kết tủa. Thì mình đặt đây là x nè, vậy mình quăng lên đây là x. Đây là x, đây là 2x, đây là 2x và đây là x. Đó, cái bài này nó không vậy đó các em. Và đề đã cho khối lượng của Na2O và Al2O3. Đúng không? Rồi vậy ta có là gì? Na2O. M lớn là nhiêu? Chắc 4 40 natri là 23 nè, nhân 2 cộng với lại 16 là 62 nhân x cộng Al2O3 là 102. Nhân x luôn bằng 8,2. Vậy em suy ra được x bằng 8,2 chia. Các em làm cùng với cô đó nha. 0,05. Hãy suy ra này. Rồi vậy là xong rồi đó các em. Vậy x là bằng 0,05. 0,05 thì tính thể tích bằng số mol chia sen mà. Chia 1 là khỏi chia luôn ha. Rồi. Chọn đáp án. Câu C. Câu này các em ở nhà có làm được hay không? Các em thắc mắc hả? Quỳnh à, ủa cô nào H là X mà. Là sao ta? Nào H là X. Nè nè nè. Quỳnh ơi, từ từ này nha. Đang thư nè. Cô đặt là NaAlO2 là x đúng không? Thì cô dăng lên đây là x. Rồi cô lộn, đồng ý, rồi. Rồi bây giờ phải sửa lại. Đây cô sửa nha. Xin lỗi các em. Đây x. Đây là x nè. Đúng rồi đó.
vậy. Đây là x nè. Rồi sửa nha, sửa nha. Chia 2 x chia 2. Vậy thì cô sửa chỗ này là chia 2 nha. Đúng không? Đúng chưa con? Vậy rồi, vậy thì ta có cái gì? Tính lại con x này. X bằng 0,1. Đúng không em? X bằng 0,1. Ok ha. Rồi vậy chọn đáp án đi, chọn đáp án A. Rồi vậy là lỗi tại cô nha. Biết cô nhìn sao? Tại vì cô phải nhìn vô cái đề nó xuyên qua một cái tấm kính nữa đó các bạn. Cô để cái điện thoại đó. Rồi lần sau cô sẽ rút kinh nghiệm. Ok A, rồi xong. Rồi, làm một câu số 13 nữa cho nó xong đi. Rồi tiếp tục là câu 13 nha. Rồi, mình sắp xong rồi. Bây giờ mình cho hai kim loại kìm và kìm thổ tác dụng với nước thì thu được khí hydro. Thì ở đây kìm hay kìm thổ gì tác dụng với nước? Hên quá, hôm bữa nãy cô có ôn là cái gì các em? Số mol OH trừ bằng 2 lần số mol hydro, đúng không? Số mol hydro là 0,3. Đây là 0,3. Vậy OH trừ là 0,6. Đề bài hỏi hãy tính thể tích dung dịch H2S4 cần dùng để trung hòa. Như vậy là gì? Cái dung dịch X này là OH trừ, đúng không? Rồi trung hòa bởi H cộng. Thì mình có là gì? Số mol OH trừ bằng với số mol H cộng tương đương. OH trừ là 0,6. Số mol H cộng mình để ý nè con. Nếu như cô hỏi là cô đặt là V lít H2S4, đúng không? Thì cô sẽ lấy V cô nhân cho 2. V nhân cho 2 là ra được số mol H2S4 nè. Rồi các em ơi nhớ nhân 2 cho cô dùng nha. Tại vì đây là số mol H cộng thì mình phải lấy H2S4 là nhân 2 nha. Rồi vậy suy ra V bằng bằng bao nhiêu vậy cho kết quả rồi kìa. Đáp án là 0,15 lít. Tức là hỏi ml hả? 150 ml. Rồi, xong. Biết bao nhiêu giờ rồi? 11 giờ chưa? Chắc mình làm tới đây thôi, đủ phê rồi. Còn 30 bạn ghi mạng nè. Rồi hết giờ chưa các em? Bữa sau cô rút kinh nghiệm, cô để cái đồng hồ ở đây để cô canh giờ, cô điều chỉnh lại cái tốc độ dạy. Alo. Rồi, các em nhớ chụp lại cái bài của mình gửi qua mess cho cô nhé, để cô kiểm tra lại bài. Rồi sau cái buổi live này á, thì nếu có gì mà khó khăn, rồi cô có những cái nào làm chưa có phù hợp với các em, được chưa? Hoặc là các cái yêu cầu bài như thế nào. À, với lại là nếu như mà các em có ở nhà đọc bài cái gì không hiểu thì các em cứ comment ở phía dưới nè. Hoặc là có những cái bài nào hay thì cô cũng sửa cho các bạn luôn nha. Rồi. Rồi bây giờ mình nghỉ nha. Rồi xin chào tất cả các em. Rồi hôm nay ngày đầu tiên làm không biết. Rồi chúc các em vui vẻ. Rồi bye bye các em.